Hey, chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với ông xã vô rừng để hái nấm nha các bạn. Giờ mình đi ha. Giờ thì mình sẽ đi tìm nấm nha các bạn. Nấm này là nấm màu vàng. Ê, cái nó hư hư. Đây có nấm nè các bạn. Hina, bên ta, giờ ôm nạp thôi, camera thôi. Này, tìm được, ông xã ông tìm được. Nè, cái nấm nè các bạn, dễ thương quá ha. Ôi, nấm này nó ngon. Nấm này nó giống như nấm bông cô của mình vậy đó, thơm mà nó ngon lắm. Dân Thụy Điển rất là thích nấm này. Lúc mà mùa hè mới mà nó mới có đó ha, nó rất là mắc. Đây, đây nữa đây. Ui. Bạn thấy không? Đẹp ha. Theo mình biết đó là cái nấm này khi mà nó mới mọc lên nó búp búp á thì nó rất là ngon. Còn mà nó mọc chừng khoảng một tuần rồi đó, nó cao cao rồi đó, nó nở xòe ra thì lúc đó là cái nó không có được ngon bằng cái lúc mà nó mới mọc lên. Đây nhiều quá cậu ơi. Ôi, dễ thương quá nè. Mi kết á. Dạ. Men vô. Ô đây đây bên rồi. Nè các bạn ơi, ông xã ông tìm được một cái đám đó, nó mọc lên nè, dễ thương quá. Nè các bạn thấy không? Ui, đẹp quá. Cái này nó màu vàng đẹp lắm. Nấm này màu vàng. Nó ẩn ở dưới lớp cỏ đó, dưới lớp cỏ mà giống như là cái đây.
không? Đây là cái cánh đồng mà người ta trồng cái bông để làm ra cái bột mì đó các bạn. Bắt ngát luôn. Tại vì Thụy Điển người ta thích ăn, người ta chỉ trồng được cây để làm ra bột mì thôi. Nên người ta ăn chủ yếu là bánh mì. Bánh mì với lại khoai tây. Đất nó rất là tốt cho khoai tây với lại bột bột mì. Tiếp được nấm nữa là các bạn. Ôi đẹp quá, dễ thương quá. Mình hái ra. Thôi bây giờ trời nó mưa rồi các bạn ơi. Bây giờ thì nó mưa lâm râm nhưng mà nó cũng ướt được, ướt dưới mặt đường nó cũng ướt, ướt hơi ẩm ướt chứ lắm. Thì bây giờ mình cũng tiếp tục mình đi tìm. Mình đi tìm rồi thì phát hiện, ông xã phát hiện ra được một cũng một đám nấm nó mọc xen kẽ với mấy cái lá. Các bạn thấy mấy cái lá mà vàng á, rất là khó thấy, tự vì nó cái nấm này nó màu vàng mà lá nó rơi rớt xuống, lá già nó rớt xuống nó cũng màu vàng nên khó thấy lắm. Nhưng mà ông phát hiện được cái chỗ đó là rất là nhiều cái nấm. Ôi ông xã ông ít, ông tìm được một cái nấm lớn này ba. Ôi lớn không, ôi nhiều lắm, nó dưới lòng đất. Các bạn biết cây này cây gì? Đây là cánh đồng trồng bắp. Nhưng mà bên đây á, người ta trồng bắp á là ta ít có ăn lắm các bạn. Người ta trồng như vậy á là nó có hai loại bắp, một cái loại bắp mà ngọt á thì người mới ăn. Còn cái loại bắp này á là thường là cho gia súc ăn. Cái này là bắp này không có ngọt. Quá chừng luôn. Nó dài một mút. Đây là thành tích của nhà mình đi hái sau 2 tiếng đồng hồ ở trong rừng. Mình nghĩ là nó khoảng 1 ký hơn á. Mà bây giờ là mùa này ở mới bắt đầu có nấm á, thì giá nó rất là mắc, ở Thụy Điển rất là mắc. 1 ký á, nếu mà mới bắt đầu á, là khoảng từ 250 đến 300 đô 1 ký, 1 kg này nè. Sau khi mà mình cắt cái gốc của đó
thì 1kg giá ở trong cửa hàng là khoảng từ 250 đến 300 ngàn, 300 đồng một ký, 300 rulo một ký lô bằng khoảng 800 đến 900 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Đây là mình đi hái với ông xã mình là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Đăng ký kênh thì miễn phí, nên các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Bye các bạn.